Trả trời của hồng em như sông khô hạn, cởi bỏ áo khoác quăng túi sách lên trên ghế sofa. Em mệt quá chẳng còn buồn nữa khi bắt gặp người cũ đi kế cô ta, đau đầu với mấy lão sếp hết chứng khoán rồi đã mang về đô la. Em trở về con người kính tiếng vì nhiều nỗi niềm không thể mô tả. Đi thẳng vào trong nóc thật nhanh cho mình ngụm nước, em ho nhẹ vài hơi chắc là nay lại quên ngậm thuốc. Thời tiết mùa này trời dễ vẫn lắm em, khi mây đen tan biến vội vàng thì nắng cuối màu buồn lắm lên. Vài giọt mưa vẫn còn đọng ánh đèn đường nhá nhem, màn hình sáng cùng đống tài liệu, cảnh tượng này em đã quá quen. Ngồi vắt một chân lên ghế là tư thế em thoải mái nhất, bật bài nhạc lo-fi tập trung làm việc cho đầu óc thư giãn. Làm xong feedback thứ 82 em như ngộ không tái xuất, mua đèn áo thiên cung nhưng bị đè nặng bởi quả núi mang tên từ bạn. Làm sao mà em không tức khi công sức được tính bằng vân tay, và nếu deadline là một lời rủ thì ngày nào em cũng làm tăng hay. Ngoài khung cửa sổ nhiều con chim sắt, view phòng trọ gần sân bay, còn trong này vẫn tiếng lạch cạch em gõ phím bung bông gần tay. Điện thoại cả ngày chẳng một tin nhắn cùng lắm và thông báo săn sale. Chiếc ghế sơn rách vài chỗ thì em dùng tạm băng keo, rồi bỗng giật mình chạy ngay ra bếp khi nghe tiếng hơi nước đang treo. Úp bát mì tôm thêm gói phê sữa cùng chiếc bụng đói đang treo. Làn da cháy nắng bao cây đắng em đã chuốc đủ, cách duy nhất làm em say giấc ở đầu giường có lọ thuốc ngủ. Em tìm bật lửa khi trên tay là điếu thuốc cũ, cùng làn khói bay khắp căn phòng, dòng lệ rơi y như nước lũ. Ai cũng có cho mình bí mật, em cũng vậy chẳng dám bật mí, chỉ đành gói ghém vào trong câu chữ quyển nhật ký đã chờ ý. Em sợ hình tượng mạnh mẽ nếu bị mất sẽ thật kỳ, nhưng nếu em không được sống thật anh tự hỏi để làm gì. Cuộc sống này đã vốn khó nên em hãy bớt cầu kỳ, cơ thể con người có điện đừng cố quá lại đứt cầu chi. Anh nghĩ là mình biết cách làm cho em bớt tủi thân đi, thôi gửi cho anh địa chỉ anh xây nhà cùng em cạn ly. Chia sẻ nỗi buồn dùng nó làm mồi rượu để nhâm nhi, em kể cho anh nghe vài câu chuyện nhiều điều vô lý thật làm ly. Anh vốn là người đơn giản nhưng cũng có lúc sân si, và nếu em tuyển người yêu cho phép anh được đăng ký. Cuộc sống này đã vốn khó nên em hãy bớt cầu kỳ, cơ thể con người có điện đừng cố quá lại đứt cầu chi. Anh nghĩ là mình biết cách làm cho em bớt tủi thân đi, thôi gửi cho anh địa chỉ anh sang nhà cùng em cạn ly. Chia sẻ nỗi buồn dùng nó làm mồi rượu để nhâm nhi, em kể anh nghe chuyện ở chỗ làm nhiều điều vô lý thật làm ly. Anh vốn là người đơn giản nhưng cũng có lúc sân si, và nếu em tuyển người yêu cho phép anh được đăng